Trong video trước, chúng ta đã được nhắc lại công thức của động năng, thế năng, cơ năng và cả đơn vị của nó. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục với một bài tập áp dụng để có thể hiểu rõ hơn và vận dụng vào các bài tập tương tự. Để giải được bài tập, bên cạnh việc trang bị kiến thức thì các bạn cần trang bị cho mình một cái máy tính cầm tay, có thể là Casio 580 VNX hoặc là 880 BTG đều được. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Một cái lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng là 200g, dao động điều hòa theo phương trình x bằng 10 cos 5 bt trừ bi chi 4 cm. Lấy bi bằng 10. Bài tập này câu A chúng ta tìm cơ năng. Và để tìm được cơ năng thì chúng ta có nhiều công thức, nhưng dựa trên dữ kiện của đề bài thì chúng ta sẽ dễ dàng chọn được công thức là 1/2 m omega bình a bình. Vì lý do đề bài cho chúng ta khối lượng, từ phương trình chúng ta có được omega và biên độ a. Tuy nhiên, để thế vào đây thì các bạn cần phải đổi các đại lượng này về đơn vị chuẩn. Nghĩa là chúng ta có 1/2 m theo đề bài cho là 200g thì chúng ta sẽ thế vào là 0,2 kg. Omega ở đây là 5 bi. Và hiển nhiên omega bình là 5 bi tất cả bình. Chữ A trong đề bài chúng ta có là bằng 10, nhưng biên độ phải có đơn vị chuẩn là mét, tương đương ở đây là 0,1 bình phương. Bên cạnh đó, các bạn cần sử dụng dữ kiện bi bình bằng 10 và bắt đầu nhập máy tính nha. Tôi đã có kết quả, còn bạn thì sao? Ở đây chúng ta kết quả là bằng 0,25 và đơn vị là joule. Có khó không các bạn? Không khó đâu. Nhưng quan trọng ở đây là các bạn chọn đúng được công thức và thế đúng đơn vị. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu thứ hai, câu B. Tìm động năng khi vật cách biên 2 cm. Vậy động năng thì bên cạnh công thức là 1/2 mv bình thì chúng ta cần phải nghĩ thoáng hơn một chút, rộng hơn một chút. Đó là nó còn có thể được tính bằng cơ năng trừ cho thế năng. Và cơ năng thì sẽ được tính bằng 1/2 ka bình phương, hoặc các bạn có thể ghi là 1/2 m omega bình. Kiến thức này đã được cung cấp ở video trước nha. Nếu bạn nào chưa nhớ hoặc là còn thắc mắc gì thì có thể xem lại video trước đây. Vậy thì chúng ta còn lại là a bình trừ cho x bình, và hiển nhiên thế vào 1/2 m là 0,2 đã biết phía trên, omega là 5 bi tất cả bình, và ở đây a thì hiển nhiên chúng ta có bằng 10 thì thế vào là 0,1 bình phương. Nhưng chỗ này nhớ nha các bạn, lý độ là tọa độ của vật, hay là cách khác là chúng ta xét khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng. Mà theo đề bài thì vật cách biên 2 cm, thì chúng ta hình dung như thế này nè. Đây là vị trí cân bằng và đây là biên. Vật đang cách biên 2 cm. Vậy thì từ dữ kiện của đề bài chúng ta hoàn toàn có thể suy ra được vật cách vị trí cân bằng một cái khoảng, đó là bằng biên độ trừ cho 2. Mà biên độ đây là 10 trừ cho 2 thì nó bằng 8 cm. Và chúng ta thế vào đây, đó là trừ 0,08 bình phương. Và bước tiếp theo là bấm máy tính. Chúng ta sẽ nhập vào. Ở đây kết quả là 0,09 joule. Không khó nhưng dễ bị nhầm bởi chúng ta không đọc kỹ đề bài. Lưu ý nha các bạn, muốn giải được bài tập tốt thì bên cạnh đó chúng ta phải đọc kỹ đề bài mới có thể ra đúng được đáp án. Và bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo, câu C. Tìm ly độ của vật khi động năng bằng 3 lần thế năng. Tìm ly độ thì ai cũng biết đó là tìm x. Khi động năng bằng 3 lần thế năng thì khi mà thầy dạy bài này trên lớp á, thì có nhiều bạn chúng ta lập tức thế vào cái thứ này. Không ha, thế vào có thể sẽ giải được nhưng mà nó dài lắm. Bây giờ các bạn hãy xem tiếp đi. Chúng ta vận dụng kiến thức động năng bằng chúng ta sẽ vận dụng kiến thức cơ năng bằng động năng cộng với thế năng. Do đề bài tìm lý độ nên chúng ta sẽ chừa thế năng lại. Vậy thì gặp động năng
thế bằng 3 lần thế năng. Ở đây các bạn sẽ có 3 lần thế năng cộng với thế năng thì hiển nhiên nó bằng 4 lần thế năng. Và đến đây thì hãy thế biểu thức của nó vào. Chúng ta sẽ có được 4 thế năng là 1/2 K x bình. Vậy thì bên đây tôi sẽ chọn công thức là 1/2 K A bình. Còn tại sao? Bởi vì chúng ta sẽ dễ dàng, đơn giản. Nếu bạn không nhận ra được điều này thì có thể chúng ta sẽ phải lòng vòng một chút, nhưng cũng ra kết quả thôi. Và từ phương trình chúng ta sẽ thấy được rằng cơ năng của chúng ta bây giờ này chỉ là một cái công cụ để giải bài tập thôi, chứ không có thế vào. Và hiển nhiên ta sẽ có được x bằng chuyển bế số 4 qua và căn bậc 2 cộng trừ A chia 2. Và A thì quá dễ, từ đề bài đã có A bằng 10. Và ở đây 10 chia 2 bằng 5 cm, thậm chí không cần đổi đơn vị luôn. Đến đây thì chúng ta đã hoàn thiện một cái bài tập áp dụng về năng lượng của vật trong vận động điều hòa. Nếu bạn còn khó khăn hay thắc mắc gì về cái chủ đề này thì có thể cho biết ở phần bình luận bên dưới video nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.